Rồi, ok, chào các bạn, mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi The World Mario 2 tiếp. Thì nhìn chung thì trong tập trước chúng ta đã đặt được những cái nền tảng đầu tiên để mà kiểm soát vùng phía Tây của khu vực Địa Trung Hải. Tất nhiên là mọi thứ thì không hề dễ dàng, do là chúng ta gặp khá nhiều cái khó khăn. Một phần là do mình chỉ mới đặt được cơ sở chứ mình chưa thực sự kiểm soát được khu vực này nha các bạn. Tuy là mình đã có cảng biển rồi nhưng mà về cơ bản thì hải quân mình chưa đủ tiền để nuôi hải quân, do đó là cái đạo lực lượng quân đội của mình ở đây là nó khá là hạn chế. Có lẽ là chúng ta cần thêm một chiếc tàu nữa các bạn, chứ nhiều 4 chiếc đi nó dễ chết lắm, chúng ta đi 5 chiếc cho an toàn. Vậy về cơ bản thì đôi lúc là mình vẫn phải dùng lại những cái lực lượng dân quân mà nó khá là yếu. Cái thành này mình cũng mém mất đây. Vừa bây giờ mình bị cả Bồ Đào Nha lẫn Pháp đánh, hơn là mình chưa phải đánh nhau ở Tây Ban Nha. Pháp nó ở xa mình không sợ, chẳng qua nó dùng hải quân nó phá mình thôi. Chẳng qua nó thấy mình làm ăn khá là tốt ở khu vực Địa Trung Hải nè, thành ra là nó tìm cách nó phá mình. Như là dạy mình theo đội hồi, thành ra tụi phương Tây nó thấy mình thì nó đã ghét rồi. Rồi đây chúng ta gọi ông con này ra để chúng ta truyền đạo đã. Bữa tính đánh lên đây luôn mà đánh không nổi các bạn, lâu đài này nó thủ chắc quá. Có điều một khi mình đã gài được điệp viên vô rồi thì khả năng cao là mình thắng thôi. Có bạn thì nói với mình là công trình này cho không có à, thì đúng hơn là phải nói như là để xây cái này thì phải dùng lâu đài mới có. Rồi, thật ra thì cái công trình này là bên Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng có nha các bạn. Có điều là nó sẽ ở cái dạng là dạng đấu trường á. Thay vì nói chung là cũng này nó cũng là cái chạy đua ngựa thôi, mà cái kia thì nó theo cái kiểu phương Tây hơn một tí. Còn cái này mấy cái nước châu Âu khác thì xây lâu đài nó mới có cái này, mà chỉ để luyện hiệp sĩ thôi chứ không phải là để phục vụ cái nhu cầu vị trí của người dân. Thì đó, nói chung là chức năng nó khác, thành ra cái của tụi phương Tây mà theo phong kiến luôn á. Tụi dân tụi Tây Âu hay là Anh Pháp rồi nè, thì cái công trình đó của nó là đơn giản chỉ để luyện quân thôi, luyện kỵ binh. Còn của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay là của mấy cái nước Hồi giáo á, thì nó là để cho cả mục đích dân sự nữa. Nhưng mà nhìn chung thì đa phần là mục đích quân sự, tại công trình này là để tuyển quân nha các bạn. Còn cái gọn như các bạn thấy đó, chúng ta được phép chọn đó là giải đấu năm, giải đấu tháng hay là giải đấu ngày, thì đó, như giải đấu ngày thì rất là tốn tiền rồi. Thành ra ở đây các bạn cứ hiểu đơn giản là cái nó giống là cái dân thì giống như là một, như cách mình để thì một năm dân mới được coi đua ngựa một lần thôi, nên về cơ bản thì nó cũng không có gì đâu, có để nói là quá là tuyệt vời đâu. Nó kêu mình ok, khóa cái cảng này, khóa cái cảng này thì chúng ta lấy được 1000 á trong hai lượt. Phải cả 5 chiếc này mình nuôi nó còn tốn tiền hơn vậy thì trong hai lượt đấy. Game bóp thế nha. Rồi, đúng là đòi hỏi nhiều quá. Ồ, dân trong này tăng lẹ lắm luôn á nha. Đúng là tuy đi các bạn, cái đất này nhỏ mà chất lượng rất là cao, nói chung là so với cái mảnh cái đất khác ở Bắc Phi á thì nó chất lượng nó khá là tốt, tại đa phần đất của nó canh tác được, chứ không phải như cái thằng này nó chỉ cần được ở bờ ngoài biển thôi. Đa phần cái phần đất bên trong này của sa mạc Sahara là do nó bị núi nó chặn lại hết rồi, thành ra là nước mưa nó không có vô được. Cái dở của nó là ở chỗ đó. Cái chỗ này là do an ninh nó kém quá, mình mới không dám đổi là thành thành thị nha. Những cái khu này ngày nay là Algeria nè. Thật ra thì ngày xưa thì thực dân phương Tây nó cũng không dám đi sâu châu Phi các bạn. Đa phần nó cũng ở ngoài rì rè ngoài biển thôi. À, chú quậy anh thì anh quậy là chú thôi mà. À, hên quá chung vô được. Hai nước đang có chiến tranh thành ra nó nghi ngờ mình muốn chung vô nhà nó cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Đây, nâng cái ruộng lên kiếm cơm ăn. Chà, kèo này nó phá kinh thật. Cái này thì chưa cần, tại vì mình cũng không mua, chưa mua quân được tới mức đó. Ở đây chúng ta không có tiền để mà nuôi lính rồi. Đây, mua thêm tí lính đi. Để phòng nó đánh thì còn có quân dự phòng các bạn. Hạm đội của mình thì giờ đang phải đi vây cảng rồi. Phe này của mình là dân đi trên sa mạc nữa, thành ra là mình không có giỏi lắm khi mà đi ở trên biển. Nói chung là sức mạnh hải quân của mình nó không cao các bạn không.
ông này ông lại chơi cái trò ông khóa cảng của mình rồi. Ở đây ông sứ giả của mình đang chạy ở Hungary. Hôm trước mình bỏ rơi ông này nó mấy lượt luôn á, tội nghiệp ổng. À Pháp nó cản mình. Đây giỡn hả? Lúc này thì cũng chưa có nước nào có hải quân mạnh cả. Bồ Đào Nha nó mạnh nhưng mà chẳng qua nó cũng chưa xây được học viện hải quân thì nó cũng như ai thôi. Như là từ chỉ có từ khi mà hoàng tử Henry mà xây được cái học viện hải quân á, học viện hàng hải á, từ Bồ Đào Nha thì lúc đó là sức mạnh của Bồ Đào Nha nó mới tăng lên, chứ còn học trước đó thì nó cũng như các nước khác thôi. Đây tới lúc xây cái này rồi. Hình như thủ đô của mình là ở Cordoba thì phải. À đúng đúng, thủ đô mình nằm đây, thảo nào mấy cái vùng ở xa nó khá là yếu các bạn. Rồi đây hay quá. Rồi giờ dùng tạm phải cho tụi này giáp thôi chứ không thì lại mệt nữa. That will solve none of our problems, imbecile. Thành này nó chưa tự nuôi lính được, nó hơi tốn tiền của mình đây này. Cho một tướng này chạy về lấy quân đi. Ê điên hả? À? Nó không biết tự, không biết canh đường chạy, nó chạy theo đường thôi các bạn. Chỗ nào gần nó dễ đi nó đi, rồi nó còn không, nó không cần biết cái gì đâu. Ê đôi khi nó hơi ngáo, đúng là mấy cái bản sau nó mới biết, còn bản này nó chưa biết các bạn. Chứ ơi lúc này nó còn hạn chế. Nó kệ ráng chịu vậy. Tại lính đánh thuê giờ không có tiền tiễn. Ờ chúng ta lấy quân ở, đáng lẽ là mình phải lấy quân từ đây qua mà giờ không có thuyền để chuyển quân. Phải vây cảng này rồi, đây giờ dùng tạm lính ở đây thôi. Mình thì muốn tất cả thành của mình là thành thị các bạn. Chứ mình không có muốn có lâu đài lúc này mà tại vì là cái tỉnh Algeria nó quá là mất an ninh đi. À, làm sao mà đánh vô Jerusalem được? Mặc dù đúng theo lịch sử thì cuộc thông chiến đầu tiên đã thành công nha các bạn. Nhưng mà trong game này thì nó có thành công có thể thất bại. Rồi xây cái mỏ lên kiếm tí tiền các bạn ơi. Nghèo quá rồi. Rồi ok, chúng ta chuyển đổi được từ ở đây nè. Nhưng mà cho nó tự chuyển đổi đi, không có tiền nếu mà nuôi đem quân từ chỗ khác qua đâu. Rồi ông Bồ Đào Nha. We will not surrender these waters. Nếu mà bạn chơi Empire thì các bạn thấy là tụi mốt đó, lúc đó nó còn mỏi một cái tỉnh ở đây nè. Nó cho hải quân mấy chiếc tàu, mấy tàu ghẻ của nó quậy khu này thôi. Đa phần là đánh cướp mấy tàu buôn chứ chả làm gì được tàu chiến của phương Tây các bạn. As my sultan wills. Na'am. We move at first light. Rồi đây. Đây. Đây xây cái là đang có chiến sự thì giờ phải xây cái này trước. Hai lượt nữa mới mua lính được. Lấy được có 1000 thôi mà khổ quá. Chỗ kia mình đồ thành thì không biết bây giờ dân nó tăng lên sao luôn, tại không có cảng, không có gì hết, dân nó tăng chậm lắm. Mình thì chưa muốn xử mấy ông linh mục này thôi. Nhưng mà có bạn nói với mình là chỉ cần để coi bao vây lại đúng không? Rồi giờ để thử ăn. Sultan. Thôi được rồi. Khoan thôi, khoan đi con đi. Giờ chạy ra nhiều quá mất công, nó mất an ninh cái thành mà trở lại chạy vô không được nữa thì rất là phiền. Rồi hơi nâng cái chạy ngựa lên đây lên xíu, đầu tư một tí các bạn, chứ không nãy giờ nó không được đầu tư cái gì cũng tội nó. Ây da, Sài Gòn lại mưa nữa rồi.
chúng ta có mối quan hệ giao thương với khá nhiều nước, nhưng mà đa phần là không có giao thương nhiều được. Seeking an audience, mighty sultan. I have come to the end. Anh còn đang bị bệnh dịch ở cái thành nào đó nữa. Thành này có nổi loạn kìa, trời ơi. Cũng là lính thường thôi. Mình thì được không? À đây nó sợ chạy thì có thể mình đánh được. Rồi mấy này nó đi tướng thì nó mới làm được việc các bạn. Trời ơi là trời cái gì? Còn không về tới được nữa. Rồi mừng quá. Chỗ này nó theo đạo hồi nhiều mà ta. À rồi thôi vậy cho mấy thằng này biến được rồi. Ok. Rồi đó vây cản tiếp đi. Yes, noble master. Now. Nâng cái này lên vậy. Rồi đây mua thêm 2 em bắn nỏ. Mua ở nhà lính đây để chúng ta tuyển quân. Ở đây thì từ từ vậy. Hình như cái thành này mới là thành bị bệnh dịch. À hiểu rồi. Nó đang bị bệnh dịch này, vậy khoan tấn công. Có cái mỏ để xài rồi, khổ quá. Ê trời. Ủa vậy mà mình thua nó được hả? Ủa đúng là hải quân Bồ Đào Nha các bạn, nó quá mạnh luôn. Không thể tin được. Orders, mighty sultan. Orders, mighty sultan. Orders, mighty sultan. Chơi thử phát nữa rồi. Thôi nghỉ luôn đi. Flee for your life. Na'am, great sultan. Thôi không cho nghỉ thì cho về cảng. Like the weary camel, now we must. Không thể tin được. Không mà nói chơi với tại fan mình, nhưng mình đã nói đó, fan này của mình không có quen đi biển các bạn. Nó không phải là cái dân đi biển, thành ra là nó khả năng tác chiến trên biển của nó khá là kém. Nó chỉ đánh mạnh ở trên bộ kia, mình do đó là cái dân đi sa mạc thôi. Hiểu mà. Rồi thôi chấp nhất trách nó làm chi, tội nghiệp. An honor to serve. At once. We shall take our rest here. Rồi, ok. Ta lấy quân nào. Na'am. Sultan. Na'am. Waters. Ordinance as my sultan wills. Rồi bắt đầu mua quân được rồi, xây cái cảng lên cái kiếm mở đường đi làm ăn. Chà, quân nó đè đồng quá, có mấy hiệp sĩ nữa, không dễ ăn đâu. Yes, noble master. Nhưng có đánh vô đây dễ ăn nè. Đánh đây chặn nguồn tiền của nó, bắt đầu mới làm cái lâu đài này nó suy yếu được. Mà ông Bồ Đào Nha này không biết nãy giờ ông có lấn lên đây hay là không nữa đây. Na'am, great sultan. You want us gone? À nó nâng lên cái World Galay rồi, tàu đời 2 các bạn, thảo nào nó mạnh thế. Mình thì mình chưa nâng cái quân cảng của mình lên, thành ra là tàu mình là tàu đời đầu, chơi không lại nó cũng phải. Sultan, mà có chơi với tiền đâu mà đầu tư cho hải quân lúc này. Tiền nuôi bộ binh còn không có. You bring a proposition for my king. Your friends. Rồi xong. Đúng kiểu mình là người Hồi giáo nên đi qua chỗ này nó cũng chê. Mình đưa ra cái kèo thơm vậy mà nó còn chê được đó các bạn thấy không? Rồi chạy lên Nga nào. Rồi chúng ta làm viên người Nga xong sẽ chạy xuống với Đông Nam Á.
Mình không thèm đi tìm mấy cái phe Hồi giáo khác các bạn ha. Mà toàn đi tìm mấy cái anh châu Âu thôi. Thì thật ra là có lý do của nó đó chứ không phải không đâu. Cái phe Hồi giáo lúc này nó lại phải triệt tiêu lẫn nhau chứ nó để mà nó tranh làm cái đế quốc Ả Rập các bạn. Nói chung là đây là trật tự Ả Rập. Nó giống gần giống như trật tự của Thiên Chúa giáo vậy đó. Gọi là trật tự bên kia của Thiên Chúa giáo gọi là trật tự Vatican. Thật ra nếu mà các bạn chơi Ai Cập, tức là cái phe mà được coi là Ả Rập chính thống á, thì lúc này đó nó là đế chế Ả Rập đó nha các bạn. Thì nó là phải đi diệt thằng Mút với lại thằng Ottoman. Ai chà, điệp viên của mình nó chết vì bệnh dịch rồi các bạn. À, như hết bệnh dịch rồi, tốt. Rồi, thêm một lính vô chắc ăn. Rồi, thôi lấy miếng giáp đi. Phe này thường nó ít giáp. Rồi, chúng ta sắp chiếm được Lisbon rồi các bạn. Phát triển hải quân quá mà quên đầu tư cho bộ binh thì cũng chịu thôi. Ông Bồ Đào Nha thì mình chịu ổng trên biển xíu. Mình chiếm hết đất của ổng rồi là hải quân của ổng tắt đài luôn, biến thành hải tặc hết. Cái tỉnh này cho nó từ từ lên cũng được. Tại dẫu sao cái đảo này có thể cận đại nó cũng chả lên được mấy. Nơi sinh ra hoàng đế Napoleon với gì chứ thôi cũng thường thôi chứ cũng không phải là phát triển lắm đâu. Tại trước khi mà Napoleon ra đời nó còn là một hòn đảo thuộc Ý mà các bạn. Pháp mua lại được công quốc Genoa thôi. Rồi ok, nhìn chung là có hết, không có thiếu cái gì. Rồi ở đây xây cái này đi cho dân nó có cái nó coi, nó không có quậy. Này khoan, mua thêm một lính thôi, chỗ này an toàn không cần phải nuôi lính nhiều. Ở đây xong 75 mã chung vô thử biết đâu thắng. 24% chắc không được gì rồi. Đánh thằng lính này trước. Thua nữa là nhục lắm. Nó tập trung quân bên kia nhiều quá. Đây gọi là chiêu dung đông kích tây á các bạn. Mình cố tình mình tập trung lực lượng chủ lực của mình bên đó, nhưng thật ra cái nơi mình đánh lại là bên này. Canh vừa đúng lúc nó hết bệnh dịch luôn, mình đỡ khổ. Ghép quân lại. Ở đây nó có cái gì nào, nhà này của nó là nhà đời 4 à, mình phá xong thành nhà đời 3, mình phá xong thành nhà đời 2 rồi, ok vậy cũng được. Nói chung là chơi Hồi giáo thì bắt buộc phải đồ thành, đa phần đất đai đây là Thiên Chúa mà. Muốn làm người mà dễ thương thì cũng khó. Khoan bỏ, tại cái thành đó là chưa kìa. Khoan bỏ đã, tại cái thành này nó lên đời 3 rồi, nó cần 3 lính giữ. Rồi ok, ông này đứng đây là quân đội nhìn kinh khủng quá chứ mà không dám đánh mình. Thành này bị vây thì ổng không có về được, tại dướng đất thằng Tây Ban Nha rồi, ổng không có hải quân để chở lính về. Tội nghiệp. Mình chơi cái kèo này là cũng hơi căng đấy. Cái thành này là đồ sát, đồ thành thì cũng tiếc mấy cái công trình đó mà chịu. Rớt 1 thì nó không có phá công trình nha, nhưng mà nó vẫn còn nguyên thôi. Nhưng mà các bạn chơi Middle 2 thì nó sẽ hư công trình khi mà các bạn đồ thành. Nói chung là mỗi công trình sẽ bị giảm 1 cấp, còn cái nào mà cấp 1 thì mất luôn.
Rồi, ông này vượt thổ, giống như là làm phật thủ rồi các bạn. Hungary như nó chặn nó không cho mình lên chỗ Nga hay sao á. Ôi trời ơi, thành dị giáo rồi, khổ tôi quá. Rồi, thành này thì chắc còn lâu thôi, cho giáp mấy thằng này đi. Nó có tí giáp thì nó mới... thằng này hơi mất an toàn thì thôi, được rồi. Để thêm tí cũng được. Có gì hai thằng... cho hai đi theo tướng, ba thằng ở lại giữ thành. Rồi, lên pháo đài, ngon. Bớt nuôi hải... không nuôi hải quân cái kinh tế phát triển liền luôn nhé. Đúng là nuôi hải quân quá tốn luôn các bạn. Thằng này là kỵ phóng lao nè, thằng này kỵ chiến, thằng này là kỵ binh phổ biến nhất của phe Ả Rập nè các bạn. Rồi đây, đây mình mà đánh đêm mình nhào vô đây mình đánh được luôn á chứ đùa đâu, nhưng mà tại vì sợ anh vây thành không có được, không thành công á. Ra thôi, được, tự đánh bên này trước đã. Rồi xong. Trận này đích thân vua của Bồ Đào Nha cầm quân, nhưng mà ổng ít tính quá, ổng muốn đánh mình cũng không được. Rồi đồ thành. Mình đồ thành thì Vatican nó cũng ghét mình. Ở đây là mình giết giáo dân của đạo Thiên Chúa mà, nó ghét mình cũng phải. Nhưng mà nhìn chung thì ghét hay thương gì thì cũng đang đặt quan hệ ngoại giao, đang có quan hệ giao thương với nhau, muốn bỏ cũng đâu được. Rồi đây, nó xây cái nhà thờ lên trước, có cái gì đâu. Rồi xong, cái thành kia là chết đói rồi đấy. I don't speak your tongue. Anh này mà mình úp vô bất ngờ là nó chết. Nó chạy ra là chạy vô lại. Được, chỉ được tới mức này thôi. Rồi ok, chả sao. Thêm một cái đường, một cái cảng nữa rồi. Nói chung là mấy cái cảng mình nó nằm tương đối xa nhau, không tạo thành cái thế trận liên thủ được, mà nó chỉ tạo ra cái hệ thống buôn bán thôi. Hơi dở ở chỗ đó, mà cũng không sao. Mình có khá nhiều cảng buôn cho nên đó là mình có tiền. Rồi tới lượt ông Bồ Đào Nha, ông Tây Ban Nha ông kiếm chuyện rồi đó. Rồi không sao cả, chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Vấn đề là ông đem quân gì qua Lisbon mà cái này thì không cần, ta cần cái chỗ là nó gần chiến trường á. Rồi xong. Ra xử cái thằng dị giáo này nè. Mình thì mình chưa có cái hội truyền giáo, thành ra mình khá là yếu trong cái mảng này. Rồi đây, nâng cái tường lên, mở rộng khu dân cư ra. Rồi biết ngay là sẽ có đứa thành dị giáo mà. Chúng ta sẽ bắt đầu có cái cả quân sự đầu tiên ở cái lâu đài đi. Rồi ok, đây chúng ta xây cái cảng biển ở đây. Ông này ông đem quân gì qua, ông trời, hàng sĩ luôn hả? Mình thì có mấy thằng lính cùi bắp này thôi. Điều bớt kỵ binh về. We shall end this day. That will solve ở đây none còn of our bộ problems, binh imbecile. Rồi hãy nâng cái nhà thờ lên nào. Từ để lượt sau chúng ta lên cái hạm đội đó. Nếu mà bây giờ đánh ra thì có sự hỗ trợ của đồng đội chúng ta là không có. Có rồi, phải thủ. Rồi
ok, tạm thời về cũng được, không sao. Rồi đánh như này thì mình đánh loạn, đánh ra mình không lại, mà đánh vô nó, đánh vô thì mình có cái thế mình thủ. Trận này quy mô nhỏ, chủ yếu là mình nhờ mấy cái tháp bắn phụ ấy. Rồi tướng của mình đứng bên này. Chung là cũng có giáp hết rồi, nó đỡ sợ nó. Nhìn hai thằng khác biệt hoàn toàn luôn các bạn. Thằng này đời 2, thằng này đời 1 nè. Rồi bắn đi. Có điều là cung tên lửa này bắn ra thì không hiệu quả mấy so với khi mà bắn tụi sĩ. Nói chung là nó một thằng tướng dẫn theo hai nghiệp sĩ thì nó bá đạo rồi. Hai nghiệp sĩ mà thêm thằng ném lao nữa chứ. Đùa đâu. Great one. Those cursed vipers are at our gates with their ram. Chết chắc nãy giờ chết mấy thằng ném lao không quá. Enemy's ram is through our gates. Vô mê lưng mấy hiệp sĩ cho anh. Rồi cản nó lại. Hy vọng là mình đủ sức để kẹp. Tướng nó chết là nó sợ thôi. À tướng nó gục rồi. Kỵ binh mà lấn vô trước mấy thằng cầm thương kiểu này là chết. Đây mình vây lại luôn. Ill news comes unlooked for. The enemy have taken our walls. Rồi nó sợ rồi, thằng nào chạy rồi thôi tha. Praise to Allah. À, you have left our enemy thua, life. Victory is ours. Rồi, nó chịu trả tiền chuộc thôi. Your faith and courage. Đây rồi, hội truyền giáo. Vụ gì đây? Toledo, rồi, ok. Cái đó là làm được, mà từ từ 15 lượt, cho thêm mấy đơn vị xịn hả? À thôi ok. Chơi nó. Which infidel must I silence? The apostate must die. Chỗ này đợi mấy mùa quýt luôn dân chưa lên nữa. Rồi thôi nâng này trước đi. Chỗ này phải đợi cái cảng. Không nuôi hải quân cái đỡ tiền dễ sợ luôn. Rồi xong, hồi được quân rồi. Sultan, how may I serve? Rồi tạm thời thủ ở đây đi. Chia quân ra thủ chứ cũng không biết làm sao giờ. Giờ có quân rồi cho thằng này nó đi ngủ một cái. Ông này thì bổ sung thêm phần bộ binh này thôi. Bây giờ muốn bổ sung lính khác thì cũng không được. Từ từ lính ở đây từ từ. Chúng ta đánh vô Toledo mà các bạn. Ở đây chúng ta tuyển điệp viên là đủ rồi. Sát thủ thì thôi khỏi. Cái lâu đài chứ muốn đánh cũng khó lắm đó. Bây giờ tiền nhiều là cho thằng này nó xuống tí đi, nó lên dân cho nó lẹ. Khuyến khích dân ra đó ở các bạn.
phải khuyến khích dân ra đó ở thôi, chứ không rồi đợi nó đợi nó sinh đẻ ra thì không biết chừng nào mới xong. Rồi đây xử 6% thì không hy vọng gì. Ồ, ông này ở đây chuẩn nè, một phát là dính. I must stop and pray. À, điệp viên ở đây chết rồi, hảo nào mình bị giảm tầm nhìn. Rồi đây nâng cái cản lên. Rồi điệp viên này ở đây 41 tuổi hả? Rồi thôi cho qua cũng được. Rồi một ông điệp viên ở đây, thêm hai ông bắn nỏ nữa là được. Đây cản khóa là thôi. Rồi mua ở nhà lính ở đây nào. Cái thành nó phải tương trợ nhau mới được. Khu này thành nó hơi khó tương trợ nhau một xíu. Rồi chỗ này an ninh đang tốt thì xây chợ đi, chúng ta khuyến khích cái giao thương. Ông Bồ Đào Nha thì ổng phế rồi, ổng còn ở đây được tới ở đây được thời gian nữa thôi. Rồi thôi cho ông này đi cũng được, chỗ này an ninh nó đang thắt chặt các bạn, mình lại chạy đến đây mình quậy gì đâu. Rồi truyền đạo đi, ông này cho chạy đến đây xây cái tháp là được. Setting a watch here. Rồi xong sáng. Yes, noble master. Yes. Hôm nay vèo vô. Xong. Ồ, tụi nó có cảng đời 2 hết rồi nha, mình bây giờ mới có. Mình phát triển hải quân vậy là tương đối chậm rồi các bạn. Ba lượt nữa mới mua được tàu xịn, chúng ta chở quân xịn qua đây mới công được cái lâu đài, còn không mà chúng ta thì không có công nổi đâu. À mà mình gọi thánh chiến được nữa rồi, hay quá. Để coi nhắm thẳng vô cái thành của Bồ Đào Nha mà mình tương thử coi được không. Được, hay. As my sultan wills. Đem cái đám này ra nào. Ủa đất ở này không gọi quên mất, chưa không đủ lính. Thế để gọi thêm 4 con bắn nỏ này ra. Đây. Có tiền thôi là ok hết. Double one. Cảm thành. Yes, Sultan. We close for battle. Laying siege to the enemy. Awaiting your order to strike, Sultan. Chơi tất tài luôn mà. Đây mua một sàn điệp viên ra cũng được. Bỏ nó vô đây. Coi thằng này dám đánh không? Nó bỏ này xuống, nó quay thành này của mình là nó chết cái thành này liền nè. Đây. Dám chơi liều mới thắng được các bạn. Rồi, ok. Nó mạnh thế, lùi lại. I have failed you men. We are beaten. Lính bộ binh mình thì không chơi, nó là Ả Rập mà đánh mấy phe thì Hồi giáo mà đánh mấy phe Chúa là phải nhờ kỵ binh. Ở đây nó toàn hiệp sĩ thôi. Đâu nữa? Thôi, tôi nghĩ chỗ đó không cần hội truyền giáo. Ok, ông anh Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia mạnh, tham gia ha. Orders. How may I serve, Sultan? Na'am. How may I serve, Sultan? Na'am.
an honor to serve. Nah. Lui về đây đã. We move at first light. À, ta lấy bàn để đánh thuê ra. Rồi, ok, ráng lên. Great Sultan. Vẫn thất bại, cái này phải chịu rồi. This one must now suffer the Hodun. Chỗ này đảm bảo có điệp viên. Mua thêm một lính nữa. Ở chỗ này làm đường đi rồi tính. My ears are yours. As you will. Stop in ears. Chà, nặng đồ quá ta. Rồi xây cái này lên thôi. Đây mình đã có lính thiên chúa nè. Rồi xây cái nhà thờ lên đã. Yes, noble master. Chạy về đây nào. Đây phải có vài con ngựa mới chơi được. Không mấy thằng hiệp sĩ thì nó chơi mình te tua luôn. Đây mua một lính thôi. Hình như mình chết hết một tướng do tuổi già rồi. Tướng này đi xây tháp chưa về. Ồ, nó canh men tẩn mình luôn. À, rồi, ok, chú ghê đấy. Cái này không cần có cái gì thám hiểm. Ây chà, toàn bộ thánh chiến đợt này là hơi bị đuối rồi. Chỗ này nó chưa theo đòi hồi nhiều, hồi ra cái quân mà mình kêu gọi thánh chiến nó cũng không đông. The apostate must die. Rồi, ok, xây cái ruộng lên thôi. Chỗ này vừa có mỏ mà vừa có ruộng nữa thì quá tuyệt vời. Rồi đây có điều kiện rồi, thêm một lính ở đây nữa. Chỗ này đây chúng ta gọi lính này ra. Đây, có mấy thằng bộ phe này nó hơi yếu về bộ binh các bạn. Rồi xong chỗ này vậy là đảm bảo an ninh. Chỗ này làm đường trước cái đi là tính. Rồi đây thêm hai lính ở đây nữa. Lính bắn nỏ. Đây mua một lính để đảm bảo an ninh. Thằng này càng đánh này lực lượng nó càng hao mà nó hồi không được. Tướng nó quá giỏi nữa. Nhưng mà giỏi tới đâu thì giờ hết quân rồi thì cũng vậy rồi chú em. An honor to serve. Salam alaikum. Không được. Rồi ok. Kinh đấy. Gọi thêm hai ông kỵ binh này ra nè. Khả năng vận động binh lính của mình thấp quá. Ok. Chà, không có kỵ binh pha này hơi gì khó chơi vậy. How may I serve, Sultan? Inshallah. I will not waste words on you, infidel. Rồi bắt đầu có đầu ngủ rồi biết ngay mà. Chỗ này thì không có thêm quân được nữa rồi, đành phải giảm thuế thôi. I serve the faith. Sự nó. Who has rejected
Sharia. This one must now. Ý số bèo quá mà ở ngoài đảo, không lẽ giờ phải đem tàu ra chuyển quân nữa mới khổ chứ. Rồi xây cái đường đi, đi đàn áp cho nó dễ. Giờ hai chiếc thì chưa được. Rồi giờ mua lính chất lượng hơn rồi đây. Rồi, chị Vinh đâu? Đi đường như này tại mình chưa chiếm được cái chỗ gì này. Cái thế của mình nó xấu quá. You are lucky the Lord died for our sins, for you commit me. Thằng kia nó cũng bắt đầu nó gặp khó, nó hết tiền rồi. Rồi, ok. Mình thì quân không mạnh nhưng mà được cái tiền mình nhiều các bạn. Yes, noble master. À không còn gì để mướn nữa luôn. Rồi khoan khoan, nghỉ đi thánh chiến rồi đó. Tôi đã đào ngủ nữa rồi, rất là phiền mình. Noble one. Yes, noble master. Rồi hồi quân lại đi. Your people are not worthy of my orders. Sao mấy thằng kia còn lâu nó mới tới được? Nó bị nó chặn cái đường thương mại cay thiệt. Sultan. Này nó te tua rồi. Rồi ok, công cuộc cải đạo của mình nó hơi mất thời gian xíu. Chỗ này đa phần theo đạo Thiên Chúa, thành ra là mình cải đạo rất là lâu. Rồi đây, một cái thương hội nữa. Vậy đi, cố gắng xây thương hội mới làm giàu được. Ngoài ra là để tuyển mấy kỵ binh Ả Rập cho nó nhiều nhiều xíu, thương hội nó hỗ trợ tuyển. Chà. Salam alaikum. As the Sultan wills. À yes, đây rồi, Sultan. Hai ông luôn. Great Sultan. Which infidel has thy giáo nó mạnh thiệt. Who spreads untruths, my Sultan? Ở đây xây cái nhà lính ở đây một cái. Nah. Đúng đó. We shall end this day in triumph. Rồi đây, chúng ta mới có những cái lực lượng bộ binh tinh nhuệ đây. Waters. Sultan. Rồi. How may I join in the ranks? Lát nữa lên tàu đi thôi. Ở đây thì thôi hai thằng này mình cho nó biến đi. Lát nữa mình đổi lại bằng kỵ binh đi, mình đi đàn áp nổi loạn nó mới lẹ được. Rồi chỗ này thì không sao, xây nhà thờ lên là được. Rồi xây cái nhà thờ ở đây lên đã, chỗ này cần phải truyền giáo nhiệt tình tí. Thêm một lính bắn nỏ ở đây luôn. Sultan, Galar, we rest here until dawn. Chỗ này kinh thật đấy, nhưng mà mình thêm một lính ở đây, nó muốn đánh mình khó. Chẳng qua nãy giờ nó nhờ mấy thằng hiệp sĩ thôi. My eyes are. Aha, thành công. Ở lâu lâu me me chạy vô một cái là được đó mà. Cái lâu đài này giờ càng nó càng lúc nó xây càng kiên cố hơn rồi. Ô, lên max level rồi, thảo nào quân nó xịn thế. Đó, ông Bồ Đào Nha ông còn mỗi cái thành này thôi, mình gọi thánh chiến cái là ông muốn tắt nắng rồi. Mà ráng gồng quá các bạn. Ở chỗ này chưa cần thì thêm ổng linh mục nữa đi. Chúng ta phải mạnh tay trong chiến tranh tôn giáo này mới được. Đảo này vậy mà nó ngoan, nó không có gì giáo các bạn. Thử nó. Cái đảo này có bộ khó nhai. Ô, ông này giỏi dữ.
Sao lát nữa có gì mình chuyển ổng đây cho hải quân chở ổng đi sao? Rồi 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 rồi, ok ok, giảm thuế. Nói vô là biết cương biết nhu các bạn, bỏ tí tiền còn hơn làm loạn. Rồi xong, ta đem quân qua đây nào. Đây mình dùng cái lực lượng kỵ binh mà xịn nhất của phe Ả Rập lúc này luôn. Kỵ binh này đi trên sa mạc nữa nè, quýnh khúc này trên sa mạc có mấy thằng cưỡi lạc đà này mới được, nó ủi cực kỳ đau. Rồi đây à, cho xây nhà lính trước, dù xây kia lợi hơn mà giờ ưu tiên xây nhà lính trước đi, chúng ta cần lính bắn nỏ. Remove Sultan. The sunset, noble one. How may I serve, Sultan? How may I serve, Sultan? Joining our faithful armies together. Rồi thấy quân thánh kiến chưa? Rồi hai thằng cũng được. Noble one. Rồi đi nào. Of course, Sultan. Tomorrow's journey awaits. Hai ông này chạy ra tham chiến luôn. Continuing tomorrow. Yes, noble master. À bị chặn rồi. Sultan, merging our armies. Sao hải quân chúng ta đang chở lực lượng tới? Tôi đô chắc khó chiếm à? Không, còn một chiến lược lận. Khỏi lo. Bỏ cái đi thánh chiến cũng là cách để chúng ta đỡ nó đầu ngủ nha các bạn. Rồi ok, ba thằng kỵ binh là thêm một thằng bộ binh cho nó giữ nhà lúc mà mình đi dẹp nổi loạn là được rồi. Ông này giỏi chứ. Hình như cái hội truyền giáo này là nó chưa, nó không có búp cho được cho những cái tỉnh ở xa thì phải, tại nãy mình xây cái hội truyền giáo ở khúc này nè. Phải bỏ đi, xây chỗ khác. Em mấy ông đó từ Lisbon qua mấy chỗ này chắc cực lắm. Cái thủ đô mốt mình phải đặt ở đây nè, chứ đặt cái thủ đô Córdoba những cái tỉnh nó xa quá nó không có hưởng được cái hỗ trợ của thủ đô. Rồi ok, đánh phải không? Sultan, the infidels dare to lay siege to our walls. Mình bỏ quên ông sứ giả nãy giờ luôn. Rồi đây. Gì đây? Đâu ngủ nữa hả? À, ông tướng của mình chết đột xuất kìa. Không thể tin được. We will smite this force. How may I serve, Sultan? Oh, cái gì vậy trời? Bởi vì đây ông này hành dị giáo luôn rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Nó vừa bóp ở mặt trận quân sự mà nó vừa bóp ở cái mặt trận tôn giáo, kiểu này sao tôi sống đây? Bóp quá vậy mấy ông. Rồi đây xây cái ruộng lên đã. Lâu đài thì cũng phải có làm thì mới có ăn. Rồi vậy đi. Xây cái này lên đã. Ở đây tạm xây cái ruộng đi, tại vì mấy cái khác chưa có tiền xây. Rồi xong. Bộ binh đã tới. Giờ đi dẹp mấy cái đám này nè. Mấy cái lão này mới vừa lập công xong bây giờ quậy mình các bạn thấy không? As my sultan wills. Na'am. An honor to serve. Orders. Na'am. Orders. Vất vả lắm đấy. Sultan.
may I serve, Sultan? Ôi trời ơi. I seek an honorable engagement, dear foe. Na'am, great Sultan. Trời ơi, Tây Ban Nha chứ ông muốn cầu hòa hay gì đây? À, rút quân về hả? À, thấy quân mình mạnh tới rồi. À, rồi, ok. Cái thành này đúng, cái đất này đúng là nó loạn, nó... Ê, trời đất ơi. Đất này chắc thôi đem tặng luôn quá chứ, ở không nổi các bạn. Muốn điểm này nó là một cái điểm rất chiến lược trên cái tuyến đường hàng hải nè. Mà nó quậy kiểu này làm sao ở nổi. Sử cái hạm đội này của nó. À nào gần đến trước. Rồi xong. Hút vô sau lưng nó. Lực lượng này đã sang rồi, chú đừng có đùa. How may I serve, Sultan? Regroup, Sultan. An honor to serve. Rồi xong. Yes, xúc nó. Sultan. We march. Rồi xong, về đi đảm bảo an toàn. Chỗ này bèo quá rồi, để xây cái ruộng trước. Đánh xong cái lâu đài này dòng quân xuống đây đánh luôn. Đi hết cái đội kỵ binh của mình. Cũng chưa đi hết, còn được miếng. Xong trận này là ông Bồ Đào Nha là coi như tắt nắng luôn. Được 5-6 rồi, ok. Hy vọng là quýnh cái mở cửa được liền. Pháp nó còn đem quân qua nó cứu viện pha đó nữa chứ. Công nhận cái chiêu nãy giờ mình đánh mình bào nó vậy đó. Cái đảo này toàn cái đám dị giáo rồi, ở không nổi. Nha, ông chạy qua đất Tây Ban Nha luôn rồi. As you will, Sultan. Resting here, mighty Sultan. Salam alaikum. Who spread some truths, my Sultan? Trời đất ơi. Who has rejected Sharia? Nhắm thẳng đánh trước vậy. Rồi xong. Truyền bá Hồi giáo ở cái đảo này đúng là nhức đầu. Rồi xong. Rồi đây, ok ok. Mọi thứ có vẻ như tạm ổn rồi. Trời ơi. The infidel surrenders the sea. Sửa tàu đi. Orders mighty Sultan. Cái mà muốn chết luôn kìa. Mighty Sultan. Orders mighty Sultan. Rồi ok ok. Rồi xây cái này lên trước đã đảm bảo trị an. Khu này là 7, nói chung là dân nó thay đổi dần dần rồi. Oh, không mở cửa được, nhục vậy. We shall endure outside their walls. Tây Ban Nha thì hình như nó sợ mình quậy nó hay sao nè. Nó không có đánh mình được. Rồi thanh niên này chết chắc rồi, còn thằng nông dân với thằng ném lao trong thành không? Đẩy được thằng điệp viên mình ra rồi các bạn. Rồi lại khoảng biết mình lui thì nó lại khóa cản. Rồi ok, Ai Cập đi thánh chiến.
Tới giờ này ông mới đi thánh chiến thì ông làm gì tôi nữa. Great Sultan, who has been? I serve the faith. Which infidel must I silence? Tôi vay thế anh rồi đó ông. Rồi xong rồi chỗ này để xây cái nhà thờ lên đó. Mấy cái mảng à không cái này nè. Tăng cái luật pháp rồi lên, luật pháp chỗ này của mình hơi yếu. Rồi xong, ông bộ đội Nga không hết hậu cần rồi. Orders mighty Sultan. Na'am, great Sultan. Rồi đem khôi phục hải quân lại các bạn. Đây, không, cái này trước. Rồi, chỗ này khá là ngon ấy, để xây cái tư cảng lên. Đây, một lính nữa. Ai chà. Dạ, tưởng mình giỏi lắm anh trai. Đúng là anh là tướng giỏi của Pháp thật đấy. Nhưng mình anh thì không làm được gì đâu. Tưởng mình là siêu nhân các bạn. Double one. Yes Sultan. We close for battle. Alhamdulillah. Rồi sao phải đồ thành chứ không không đồ thành cũng được. Lại thành công. Được thêm tí tiền. How may I serve, Sultan? Orders. Sốt cái thằng này luôn hả? Cái thằng gì vậy, siêu nhân hả? Will see justice served in our battles. An honor to serve. Orders. Na'am. Orders. Thằng này hack rồi các bạn. We will engage them honorably. Alhamdulillah. Allah has granted us victory! Of course, Sultan. Rồi, sửa chữa tí đi, chúng ta sử dụng. As my Sultan wills. Orders. Ghép quân lại. How may I serve, chúng ta sẽ chuyển đổi cái thành này thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta tạm thời giữ lại để sử dụng một xíu. How may I serve, Sultan? Rồi, xong. An honor to serve. Thành này là mát lính luôn á. Ây da. Rồi ông Bồ Đào Nha giờ tàu ảnh anh tàu cướp biển hết rồi. Orders mighty Sultan. Hết cả hơi. Đây thêm thằng bắn nỏ nữa là xong. Ồ thằng Ai Cập nó nuốt bên này rồi hả? Chà ghê dữ ta. Đi mãi mà chưa tới nước Nga các bạn, chả thấy cái thành nào của Nga luôn. Rồi đây một cái thương hội nữa. Either mighty Sultan. Yes Sultan. Aha, có cái tới đây được rồi. Ok hay. Mighty Sultan. Đó mất công chạy lên tới Moscow. Rồi ok, chúng ta để thuế cao lên lại được rồi. Salam alaikum. Ông nào dễ chơi hơn. I serve the faith. Xong đó. Salam alaikum. Rồi hụt nữa là thôi. Chỗ này kiểu là đa sắc tộc ra tôn giáo rồi các bạn, nó quen sống kiểu đó rồi. Thành ra mình chơi kiểu này không được. Ép nó theo đạo hồi nó phản kháng. Đây xử lý cái đám tàn quân cướp biển. Đi làm cướp biển này đã. Rồi đây xây cái này luôn, thủ đô mà phải có thôi. Từ từ rồi mình về thủ đô về đây, tại bây giờ nó bèo quá. Đám này chắc là lính xịn lắm đây. À không, cũng xịn lắm. We will see you dead. Nếu muốn đánh thì chắc chắn phải có kỵ binh, tại nó có pháo. Trời. Đám này bèo là nổi loạn. À hay quá, được thằng tướng luôn. Tuyệt vời. Your faith and courage have triumphed. As my Sultan wills. How may I serve, Sultan? Rồi xong, ông này đi vô. An honor to serve. Này khỏi, xây cái nhà thờ lên tiếp. Nhà pháo bỏ đi, mình không xài pháo. Rồi xong, đây trước cái đã.
Ông này ngon là cái nhào vô à. Come face me. Tây Ban Nha nó cũng chả còn bao nhiêu, nó có hai cái thành thôi, ra mình chả sợ nó. Đầu mình quậy vô Pháp được rồi. Điệp viên mình tính ra hơi dở nha. Rồi ok, lượt sau là chỗ này lên được cái thị trấn rồi. The enemy surrounds our walls, Sultan. Trời, dám đánh luôn hả? The infidels wait at our gates, Sultan. Công nhận là nó máu thật. Đâu chết nữa. Còn mấy ông này sao không thọ gì vậy ta? À mà đúng rồi. I serve the faith. Mấy ông này mà tôn thờ thánh Ala, cưỡi trên lưng lạc đà, thích ăn quả trà là, mỗi ông được bốn bà, bốn bà làm sao sống thọ được. Rồi đây, mỗi ông được bốn bà mà. Rồi một rồi đám cướp biển nữa bị diệt. The sea is yours, great sultan. You want us gone? Then do something about it. Mỗi ông được bốn bà ha. Thích ha. À khoan, cái này sắp xong rồi. Kiếm cái này đi, tại cái này lẹ nè. Đánh luôn. Name the field. À toàn lính này thôi nhưng mà đánh được. Đánh thử. Yes, Sultan. We close. Mình có tướng đâu không có. Bắt đầu phát huy được lợi thế. We have prevailed. Tăng một chỉ huy. Thêm cái này luôn. Bây giờ mình mới được. Cũng may thằng tướng mình nó ngu nhưng mà ít nhất là nó biết cách đánh các bạn. How may I serve, Sultan? How may I serve, Sultan? Như là thằng này ngu nhưng mà không phải là ngu lắm. Ngu có chừng mực thôi. Ok, thắng được một trận giòn quá giòn giả. Một phần nó rất là nhân tố tinh thần đó các bạn. Thằng này nó đang muốn háo thắng lập công nè. Nó thấy bên này thắng to đó. Nó muốn chứng minh là nó cũng có năng lực. Rồi, à, thấy thành em có tướng, anh đem cái đám này qua làm cái gì? À, thầy có một đội hiệp sĩ thôi mà dám qua chơi nguyên một cái thành vậy luôn hả? Kỵ binh mình ra hút cái thôi là nó cũng chết rồi. Công nhận là máu thật. Rồi ok. Ở thành này nãy giờ không ai chiếm luôn à. Rồi được rồi, để gọi ông linh mục qua đây đi. Ở đây mà nãy giờ chưa có linh mục nè. Mấy lượt nữa, 3 lượt nữa là chiếm Toledo á. Thôi cái nhiệm vụ này mình cũng không cần. Từ từ là tính. Này bị đẩy ra nãy giờ, giờ đi vô lại. Rồi xong. Đó, tụi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nó có cái này nè. Khá là hay để tuyển mấy thằng kỵ binh ném lao. Ta đăng thành phố Lô Y Chang cái chạy đua của mình thôi. Mà nó hình tròn hay gì, của tụi này thì nó hình chữ nhật thôi. Đúng rồi, của mình này là hình như là hình elip thì phải. Như là hình diễm được, nói chung nó là một cái dạng sân mà nó hình bầu ấy. Có cái chỗ ôm cua mà còn cái sân của tụi Bồ Đào Nha này, cái Tây Ban Nha thì nó thành cái hình tròn luôn. Khá là giống cái sân của tụi La Mã ngày xưa. Great Sultan. Rồi, ngon. Cho em trao đổi bản đồ, đặt quan hệ ngoại giao thôi. Nga thì thường nó đỡ mâu thuẫn với tụi Hồi giáo hơn. Tại vì bản thân đất nước nó đa tôn giáo. Mặc dù là nó theo chánh thống giáo, nhưng mà nói chung thì nó cũng không có đàn áp mấy cái tôn giáo kia lắm. Rồi, hay quá, sứ Đông La Mã đứng đây luôn. Ôi trời, hên thế. It's goodbye. Rồi về chạy xuống nó chỉ với ông Thổ Nhĩ Kỳ là được rồi. Không biết có xuống tới nơi hay không hay là chết trên đường đi. Rồi thôi kệ, cứ đi. Audience, Mighty Sultan. Resting here, Mighty Sultan. Mông Cổ tới cũng chả sao. Mình ở tận Tây mà ổng ở bên phía Đông thì mình ở nhiều khi chưa gặp nhau nữa là hết game rồi. I serve the faith, great Sultan. Which cực lắm luôn á nha.
Cái đảo này như không đủ lính để mà chơi cái chiêu mấy bạn chỉ mình. Đây, nâng cái nhà thờ lên. Mua thêm linh mục ra. Đây chưa có rồi thôi. Ok, nâng cái giáp lên. Đây, nhà thờ đây. Nhà thờ nữa đây. Salam alaikum. Đất mới chiếm thì cần được cải đạo. Nãy giờ quên để ý chỗ này nữa nè. Đó là cái đất chính của mình lại không có linh mục. Tại vì ổng chết mình không để ý mà. Đây, chung vô. Mới giờ tuyển xong nó thành dĩ giáo luôn các bạn. Bó tay. Con cho này nó tự tuyển luôn đi. Rồi hồi quân tiếp. Hồi quân xong rồi mới đi được. Orders, mighty Sultan. À chạy à, chạy à. Inshallah, our will shall be fair. Không thấy à. The infidel surrenders the sea. Naam, great Sultan. Rồi xong, tốt, chạy về đây orders, hồi nè. Mighty Sultan. Naam, great Sultan. Rồi ok. Các cảng biển của chúng ta là đang kết nối lại nhau khá tốt rồi, dù chẳng mấy ai đi các bạn. Ôi, chiến tôn giáo này thật là khiến cho mình nhức đầu ấy. Rồi bỏ cái nhà cung ở đây được rồi. I seek an honorable engagement, dear foe. Oh, đi mất thằng điệp viên của mình rồi. Gài khác lên vậy. Rồi, ok, chúng ta có thêm một cái thị trấn nữa. Một cái thị trấn của chúng ta đang bị vây. À, hết cả hơi với mấy ông này luôn. Rồi, xây cái nhà lính ở đây lên. Chúng ta cần hoàn thiện luật pháp rồi. Xử thằng này. Ô, ông này quá giỏi các bạn. Vừa ra thôi là được 49% rồi. Ông này ra là cái gì mà giỏi thế? À, ông này rất là mộ đạo luôn. Mà ông thành dị giáo mình cũng mệt đó nha. Tại vì khi mà thành dị giáo rồi là ông còn cứng nữa đó. Orders, mighty Sultan. Inshallah, our wind shall be fair. Rồi, 4 chiếc thì đảm bảo cho sức mạnh hải quân của chúng ta. Rồi, được một tướng. Rồi vậy thì ổng tướng này đi đường này mà lên đây. Infidels to kill Sultan. Set watch patrols. We rest here. Khá là ok. Thành này thì không biết sao nó cứ nhắm nó đánh hoài mặc dù là nó chả có gì. 34 thằng bạc đánh. Cái đánh vây để làm khó mình thôi. Cái thành đó là làm gì có gì đâu để mà đánh. Đúng hơn là cái lực lượng đó nó không đủ sức để đánh các bạn hiểu không? Vậy như nó vây nó làm khó mình thôi. Rồi các bạn có gì nên nó dưới ngón tay mình. Rồi ok ok. Chà, có một thằng nó loạn à. Ờ, đánh nó xong rồi đi. Ta cho đám này đi trước được. Yes, Sultan. À, chỉ là một đám bắn nỏ thôi. Alhamdulillah, Allah has granted us victory.
Rồi xong hồi thằng này luôn. I serve the faith. Chơi nó. Ồ, ông này ở bên này giỏi quá. Rồi ông này ra chuyện đạo đi. À thằng này bắt đầu bị vây rồi. Ok. Nó vừa chiếm người ta nhét vô luôn. My eyes are yours. The infidel will not know. Salam alaikum. Chuyện đạo thôi. Rồi thành này đúng không? Sultan. How may I serve, Sultan? Sultan. Waters. Na'am. How may I serve, Sultan? We move, Sultan. Na'am. Ông chạy qua đây rồi các bạn. Chúng ta chưa à rồi ok. Chưa quen với chiêu này các bạn thông cảm. Rồi lần tới thì mình xử sao? Thì coi ổng đứng chỗ nào đó, tại không biết là ổng có thể ổng lẫn qua đó được. Tưởng là núi nó chặn rồi. Rồi, ok. Có thể nói hôm nay cũng đã thành công rồi đấy. Rồi, Tây Ban Nha tới chào. Kiếm thành đâu phải là dễ đâu các bạn không? Mệt mỏi lắm ấy, tại mình theo đồ hồi mà cái khu này là thiên chúa không. What does the Sultan will? Na'am Sultan. Rồi đi thôi. I shall inform them of your will. Thôi chịu. Tomorrow's journey awaits. Đúng là phải đánh cái thành đó trước, tại lúc đó chưa có chiến tranh với Tây Ban Nha, không muốn đánh thôi. Salam alaikum. Trời đất. Lại tốn tiền nuôi linh mục ở chỗ này rồi. Mấy thằng này nó tẩy não kinh thật á chứ. Rồi ok. Mua thêm một lính. Rồi chúng ta vẫn đang có chiến tranh với Pháp mà. Khóa cái cảng mặt xây này của nó nè. Vô quậy tiếp cho anh. Rồi xong. Xây thành lên. Mua một lính ở đây. Coi coi tình thế thế nào. À rồi ok, một cái lâu đài nữa. Rồi đây. Giờ thì quân đi được rồi. Giờ chú thích gì? We close for battle. Đây. Xây xong cái này rồi chứ là đổi công trình về kìa. Về cái thị trấn thành phố được rồi. Chúng ta còn cần thành phố hơn lúc này. Này bị quýnh xong đứng biên giới luôn, không dám làm gì nữa các bạn. Tưởng là có hệ thống pháo rồi, mình sợ. Nào ngờ pháo thì cũng không giúp ích được gì. Không có tướng thì pháo cũng không biết tác chiến làm sao. Nó chơi cái đó mình liều mạng lên đánh mình thắng. Rồi. Thấy quân của anh tới rồi, sợ chưa? Sợ rồi đầu hàng. Phá cảng Tu Long à. Nhưng mà thấy cảng mắt xây có giá trị hơn. Để coi à, cho 1000 hả? À, thôi kệ khóa trước đi. Kiếm 1000, tự nhiên có 1000 cũng đỡ. Với lại lấy lòng từ quý tộc luôn. Hình như là cái đó lấy lòng từ thương nhân nhưng phải quý tộc nữa. Thêm một thằng dị giáo này nữa. Ồ giỏi. Thằng này dị giáo mà không tin rồi. Salam alaikum. Ồ. Ây da, chiến thắng bất ngờ các bạn ơi.
ok ok, giỏi đấy giỏi đấy, xây cái đường lên đó. Great Sultan, không thể tin được. Salam alaikum. As the Sultan wills. Rồi ta xây cái cảng như này lên nào, giờ không lo bị khóa cảng nữa rồi. Chơi tất tài luôn. Nhà thờ bự lên nào cho bà con một chỗ đi lễ. Rồi xây tới cái này. Thấy quân mình tới rồi còn chưa sợ nữa không? Rồi chưa sợ thì cho biết sợ. Cái cảng này á, chắc cũng cần á, thôi xây đi. Chờ đợi từ từ mình chuyển đổi không gấp. Cảng anh này. Tướng này của mình rất giỏi luôn. Rồi hãm thành. Này bọn mình vây hãm hơi lâu rồi nha. Kêu hai kỵ binh lên tiếp ứng. Name the field of battle. We will meet you, noble one. An honor to serve. Có khi mình nên chiếm cái cảng Tu Long, chiếm cái thành Tu Long rồi luôn rồi chứ. Offer a treaty or be gone. Rồi ok. Ok ok. Đôi lúc có những cái thắng lợi mà nó khiến chúng ta hết sức bất ngờ các bạn. Trời, dám chơi luôn. Gan vậy. À, rồi lui lại đã. They belongs to the enemy. We must pull back now. Moving away from the enemy walls, Sultan. Nào, tướng mình giỏi nhưng mà cũng không chịu nổi trận này. Quân nó còn đông quá. Rồi Mông Cổ tới rồi. Saida, mighty Sultan. Rồi đi tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó là chạy qua Ai Cập nữa là coi dòng sứ giả để hoàn nhiệm vụ. À, ông đi hết chùi châu Âu, đi Trung Hải luôn chứ. Rồi cuối cùng cũng có một cái cảng. À, mua một lính ở đây trước đi rồi từ từ thanh lý mấy người kia. Ok rồi á, cuối cùng chỗ này cũng sạch dí áo. Nó hết cả hơi. Sạch bóng dí áo. Yes, noble master. Rồi đây chúng ta đón hai ông kỵ binh này lên. How may I serve, Sultan? Ayya. Orders. An honor to serve. Rồi xong. Chỗ này cũng có trách nhiệm mua quân. Đem thêm hai ông kỵ ném lao này lên đã. À, trời, chỗ này nó vay lâu dữ, chắc nó tính vay cho mấy thằng trong này chết luôn nè. Ai này đâu bánh ra được. Chỉ tục bao vay lâu ngày đấy các bạn. Rồi ok. Rồi từ từ mình rước ông Linh Mục qua thôi. Bằng một cách nào đó rất vi diệu. Chúng ta đã dọn được dị giáo ở khu này. Hoặc là chúng ta nghĩ thế các bạn. As my Sultan will. Rồi. Ok. Thiếu 4 đúng không? Rồi đây điều 4 này lên.
Continuing tomorrow, mighty Sultan. Rồi, như đó đủ rồi, nuôi nhiều quá cũng không ổn. Thật ra giờ đem quân qua đánh Tu Long cũng được mà. Waters, Sultan. Rồi đem cái đám lính này đi cũng được. Rồi hết luôn, nữa là Pháp nó chiếm được cái thành này rồi. Mình rồi quay đây mình đánh luôn. Đó, chỗ này là không có mà thành cái thương cảng thoải mái được thôi, còn lại là đều là có thể là vừa làm quân cảng và vừa làm thương cảng các bạn. Rồi ông này pháo nó gạt viên cho nó phá mình các bạn. Rồi bắt đầu dùng tới hải quân rồi đấy. Tính ra hải quân mình nãy giờ cũng chạy vòng vòng trong địa Trung Hải thì chứ chả chạy đi đâu được. Na'am Sultan. Ông này chắc giờ già lắm rồi á. 55 tuổi các bạn. Sao ông chết dọc đường thôi. Đây chưa tuyển được thì thôi. Hai ông cải đạo đi. Từ cho tàu qua trước. Giờ ông dày trước cái đã. Rồi đầy luôn 10 lính là đảm bảo an toàn. Chỗ này xây cái này lên đảm bảo vệ sinh. Này mắc quá chưa xây được. Đây xây cái này trước. Rồi từ từ. Rồi chính thức là xong rồi. How may I serve, sir? Yes, Hãm thành tiếp. Yes, Sultan. We close for battle. Cuối cùng thắng. Alhamdulillah. Your faith and courage have triumphed. The word of the blessed prophet will be spread here. Victory. Này bỏ luôn đi, tại mình không có tài. Xong xây nhà thờ Hồi giáo lên đã. Rồi đây lên. Mấy thằng này ở nhà. Dù cũng không tin tưởng cái đám này lắm đâu mà vẫn dính như thường. Rồi. At once. Today's journey ends, great Sultan. Sultan. Đem hai con ngựa đi chắc. Thiệt hại cũng đáng kể đấy chứ không phải đùa đâu các bạn. Na'am. How may I serve, Sultan? Mấy anh kỵ binh Thiên Chúa này tính ra cũng làm việc tốt hết, tại nó đóng vai trò như kỵ binh hạng trung mà gần như hạng nặng luôn. Chẳng qua tại ngựa nó không có giáp thôi. Rồi ảnh còn mỗi ly ông thôi. Nãy giờ cái thằng này nó hư không có tiền sửa là biết ảnh đuối rồi. Nói chung là hai thằng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha này quân nó mạnh á, mà tại nó đầu tư cho quân đội nhiều quá đó các bạn hiểu không? Dẫn đến là bây giờ nó đuối luôn rồi các bạn. Orders, mighty Sultan. Horse. Nói như nó không có tiền mà nó coi phục quá, nó có nhiều nó phải nuôi quân hết rồi. Đâu ơi, mình nói rồi, mình không phải tự nhiên mình đầu tư dân sự đâu. Mình đầu tư dân sự là để mà mình quân đội của mình tuy là không mạnh lắm nhưng mà được cái địch số đông á, mà nó cứ chết thì nó cũng có thể hồi lại rất là nhanh. Cái hồi kiếm mà chúng ta không cần, có bạn nói mình sao không xây hồi kiếm. Thì cái đó là từ từ. Cái hồi kiếm thì phải về mãi về sau cơ, còn giờ chúng ta chưa cần. Đã
Rồi ok, đi biển nào. Chúng ta bỏ ông này qua Tu Long luôn. Ông truyền đạo là đủ rồi. Nó vay cho nó vay vậy. Rồi, chúng ta chỉ cần một chỗ tuyển quân là cái lâu đài ở Tuyidi, ê à, Angeri thôi. Giờ nhà thờ này bự quá không có tiền xây. À, thì xây cái này trước đi, cái cảng nè. Chỗ này thì thôi, sẽ bắt đầu xây cái này được rồi. Rồi ok, tốt, xây nhà thờ lên tiếp. À, mua linh mục đó. Rồi xong. Đảm bảo chỗ này có đủ lính đi thủ. Dạ. Chỗ này từ từ. Chỗ này từ từ luôn. As my sultan wills. Khoan, đổi lính đi. Ôi chà. Bóc đồ của bộ an ninh tốt dữ. Double one. Khoan đổi lính cho đây xíu. Để họ nó đổ hành thị xong mình nhét lính vô. As my sultan wills. Sultan. We move, sultan. Double thêm một thằng nữa vô đi. Sultan. Cho có bằng các bạn. As my sultan wills. Này giờ nó phải nằm chết dí ở đây một thời gian rồi. Ở đây không còn linh mục nữa. Dở thật, phải cho linh mục ra truyền đạo không chết. Hoặc là nó truyền đạo xong rồi vẫn phải cho đứng. Chứ mà không mà dĩ giáo nó xuất hiện chúng ta lại không có cái gì để mà đối phó thì rất là mệt. Rồi chúc mừng, chúng ta đã có một thành phố nữa rồi các bạn. Điệp viên nó quậy cũng kinh thật. Chỗ này tuyển điệp viên à. Ờ à, được, hảo, chỗ này được nè. Nó gần chiến trường. Rồi đây, nhà thờ xây lên. Không cho nó quậy. Rồi xong. Xúc nó. Hạm đội có đúng một cái rồi, thành ra chịu. Không có, cứ phải chạy đông chạy tây riết. Rồi xây luôn không tiếc các bạn. Nâng cấp pháo đài mà. Chỗ đó là cho thành pháo đài mát luôn. Này, come face me. An honor to serve. Nhưng mà về cơ bản thì mình đánh được, cho kỵ binh đi lùa nào. Dọn hết cái đám này là xong. Alhamdulillah, Allah has granted us victory. Yes, rồi xong. Rồi ba này lên là được cái gì? Kỵ binh đi đạo Thiên Chúa nè. Your faith and courage have triumphed. Rồi, ok. Yes, double master. Na'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sao thằng này mới vô chỉ cần như đó thôi. Rồi nâng thuế lên tí. Rồi xây mấy cái này lên. Rồi đám này qua Tu Long đánh thì chắc cứu rồi, khỏi lo. Cái này là do điệp viên nó quậy thôi, được rồi, để hạ thuế xuống một xíu. Không nên tiếc vài đồng bạc lẻ các bạn. Ở đây ra truyền đạo cho tôi. 100% thì vẫn phải truyền đạo thôi. Ở chỗ này thì hầu như không ai giành đạo với mình. Nhưng mà có những chỗ thì nó không có cái tranh chấp tôn giáo. Không phải chỗ nào cũng có. 12 tỉnh mà có 8 tướng thì kia có vài ông phải ra trận nữa, khổ thiệt. Qua đây thì bắt đầu có mùa đông rồi, nó khổ mình rồi nè. Tại vì mình là chủ yếu là mạnh ở khu này thôi. Mình thì mình muốn đánh Ý ở khu bản đảo Ý của này cơ. Nhưng mà tại bây giờ thì Pháp nó gây chuyện rồi, thì bắt buộc mình phải chiếm Bóc Đô, Tu Long với lại Marseille. Ba cái tỉnh chất lượng nhất miền Nam nước Pháp nè.
chiến vậy. Tây Ban Nha thì còn mỗi tỉnh Lyon thôi. Vô quậy tiếp. Tội nghiệp ổng phát ổng thất nghiệp luôn rồi, phá sản rồi các bạn. Rồi ok, nhưng mà tiền chúng ta vẫn chưa nhiều, nhưng mà nhìn chung thì không có túng thiếu. Rồi đây xây cái này lên. Name the field of battle. We will meet you there. Rồi ok. I'm honored to serve. Ông này vô đây nghỉ tí, ở đây cho mấy thằng này yes, ra đánh. Noble master. Orders. Now, this will be an honor. Yeah, yeah. We have prevailed. As my sultan wills. Orders. Rồi xong. Anh nhất cũng cho một lần trong đời cũng cho ông nó đi đánh trận các bạn. Rồi để xem nào, xây cái cảng lên đó. Rồi cho ông ra truyền đạo đi, từ từ chúng ta giải quyết vấn đề. Đây biết ngay là có điệp viên nó quậy mà. Làm gì không có cho được. Xử nó. Chỗ này dân hay lợi ích quá, nó không có tin tưởng mình. Chúc nó. Yes, Sultan. Closing to engage. Trời ạ, không có phụ quỷ Orders, mighty Sultan. Do not fear. Đất này nó loạn dữ ta. Who has rejected Sharia? This one must double one. Chà, bộ muốn chiếm cái thành này. Ồ, thành này nó có cái hội hiệp sĩ y viện các bạn. Ồ, thành này mạnh lắm ấy, nó có vệ sinh tốt nữa, tại cái mấy cái thành này nó có bác sĩ mà. Nói chung là so với hiệp sĩ trong đời nó thì tụi kỵ sĩ y viện á, nó có cái tính tiến bộ hơn chút, đó là nó phát triển thêm cái y tế nữa. Còn mấy thằng hiệp sĩ trong đời thì nhìn chung nó giống cái kiểu là nó đi ok trên mấy cái tuyến đường truyền giáo như là đi buôn thôi. Thật ra hai thằng này cũng cùng một kiểu thôi, nhưng mà ít nhất thì một thằng nó còn có một cái gì đó nó tiến bộ hơn khi mà nó lo cho cái phát triển nhân sinh. Orders, mighty Sultan. Rồi xúc nó. Đừng tưởng hạm đội của chú mà anh sợ nha. Thôi về về đây cái đã. Nhưng mà thiệt hại cũng nặng các bạn. Rồi xong, về mua thêm chiếc nữa. Nãy mà để tiết tiền để ba chiếc là giờ tiêu rồi các bạn thấy không. As my sultan wills. Trời à, được thêm ông tướng nữa. Rồi thôi cũng được. Tính ra vậy cũng hay. Để bộ đem lên đây bổ nhiệm. Orders. Giờ thì chạy một mạch lên đây dễ rồi. The sun sets on today's journey. Mấy thằng này thì tuyển ở đây được nên không cần. Đây nói chung là bên này được mấy thằng bộ binh cầm thương này thôi chứ chả được thằng nào. Rồi ok, tới lượt cái này để còn tự tuyển điệp viên chứ không thể nhờ tỉnh khác hoài được. I serve the faith. Coi như có bà phù thủy đứng đâu đây mà ta. At once. Trời, chỗ này dĩ giáo là nhiều thế. Wow. Chơi đó. Alhamdulillah. Bài đặt ra đánh hả? Your faith and courage have triumphed. Noble one. Yes, Sultan. We close for battle. Đây là một phần trận nãy mình có kỵ binh đó, mình móc nó, mấy kỵ binh nó ném xuyên giáp nữa. Ngoài ra thì mình có lính xịn ở đây, chứ không phải chỉ là mấy thằng lính cù bắp không. Sultan. Rồi, ok. Bốn ba ở lâu đài này an ninh tốt thế. Turkish chief, come face me. Sultan.
Rồi, ok. Có vẻ như mọi thứ đang ổn các bạn. Nó chặn cái đường quán của mình ở đây nữa mới khổ. Ô, ông thổ tới rồi. Am I Sultan? Đồng minh thì được không, nhưng mà cái map thì có. Very well, very well. Mazala. Sứ giả của mình chắc ổng chết chọc đường rồi. Nãy giờ ổng không thấy nữa. À không, vẫn còn. Yes, my master. Rồi, giờ tới Ai Cập luôn đi ông. I go there, Sultan. I cannot go there. Chắc nãy giờ bị chặn đường mà quên luôn. Đây, mở cái thương cảng ở đây ra. Ba tờ về sửa tàu đó. Ây da. À, xây cái thương cảng ở đây, chỗ này buôn bán được. Cái khu địa trung hải mới dễ, còn cái khu bờ bên bờ Đại Tây Dương này rồi thì nó tương đối ổn với mình các bạn. Rồi đây, chỗ này nãy mình đổ thành hơi mạnh tay các bạn, giờ nó chưa hồi được luôn. Rồi, chỗ này là cái cảng ở trên này luôn, thành ra là giờ bắt buộc phải cái cho lên đề ba luôn, lát nữa mình còn nuôi hải quân chỗ này. Chứ lại để truyền đạo thêm xíu đã, chỗ này dân nó mới 34 theo đạo à, đổ hành thị nó dễ quậy mình lắm. Rồi cho này lên đây tập trung luôn. Continuing tomorrow by the Sultan. Tập kết trên đó đi. Còn có thằng này nữa rồi hả? Ngon. Cũng là kỵ binh hạng trung thôi. Mấy thằng này hình như hình đó không có quân hạng nặng, kỵ binh hạng nặng mà toàn là kỵ binh hạng trung không à. Salam alaikum. Sự nó. Rồi. Được à. Khoan, đợi mùa xuân, đợi nó qua mùa hè rồi hắn đánh. Giờ cũng chưa đủ lực để leo vô nữa. Has the time come to strike, mighty Sultan? Chà, dám đem quân qua. Gan nha. Sultan. I serve the Xâm lầm. Rồi, ok. Ok, ok. Mọi thứ tương đối ổn. Tất cả đều đang trong tầm kiểm soát. Có mỗi cái thành này là có vấn đề thôi. Còn lại ổn cả. Thuế đã hạ rồi đó mà còn không yên. Cái đấu tranh về tôn giáo này nó nặng nề quá. Đang vay nữa, thành ra là nó mới có chuyện. Hụt. Nó đẩy hàng điệp viên mình ra các bạn. Đâu đó. Đây chi một cái đủ rồi. Hồi nãy mình xây cái hội sát thủ ở đâu ta? Đấy là cái hội ăn trộm ở đâu trời? Thành thị mới xây được. Cái này là cái thương hội. Ủa mình bỏ hả trời? Họ toàn hỏi buông ở đây thôi. Nãy mình xây chỗ nào ta? Rồi lỡ rồi không sao. Chỗ này, à đây này, xây đây nè. Bởi nó có mà. What is the Sultan's will? Mon Dieu. Are my eyes on yours? Rồi, ok. Great Sultan. Từ từ rồi tính. Chỗ này tương đối ổn. Rồi đẩy thuế lên chút tại lượt sau thì nó ok rồi. 79% dân theo đạo, tương đối ổn. Rồi bây giờ đứa nào khóa cái cảng của anh đâu? Yes Sultan, closing to engage. Like the weary camel. Khu này giao tranh nhiều. Ồ, lên đây được cái này hả? Ok, phát triển từ buôn bán luôn. Ồ, có thêm anh bộ binh này là khá là xịn á. Thật ra là nâng cấp lên tường này thôi. Cái khiên có chút xíu.
Mà đúng là mấy cái anh này thì không thể trang bị nặng được, tại đi sa mạc mà. Chà, cái thành này giờ xây cái gì cũng thấy tốn. Ở đó hay là cái này đi. Thủ đô mà cái lò rèn nhìn bèo quá. Chà, có thằng làm loạn ở đây à. Yes, noble man. Orders. Rồi đây, tướng lại có trách nhiệm đem kỵ binh ra nói chuyện. Rồi giờ thương chú thích cái gì? Này làm loạn hả? Alhamdulillah! Allah has granted us victory! Rồi mua lính này lên. Đây, đường đi. Chỗ này hình như cũng mất ông linh mục rồi. Già chết thôi, gì đâu. Rồi thôi cho nó vây thành đi rồi mình đánh ra cũng được. Chuẩn bị đồ thành. Chơi. Bài đặc hả? Đồ thành. Bắt buộc phải đồ. Không thể nào mà nhân nhượng được các bạn. Sự đó. Bây giờ cái thành này là của mình rồi. Không đồ thành thì nó không sợ. Bỏ cái này đi. Cái này cũng không cần. Để chạy thảm xíu thôi. Rồi, ok. Có linh mục ở đây rồi cũng đỡ lo. Chứ là cần bộ binh thôi chứ không cần gì hết. Vicar, you are not my liege. Kinh đấy, kinh đấy. Thế thì cần mấy anh này lên tiếp ứng rồi. Đây, đông đông một tí. Cản cái thành Búc Lô nó đè, nó kéo quân từ đây qua được mà. Ok. Chỗ này sắp xong rồi, mình đem quân từ dưới này lên. Bỏ vô đây là xong rồi, đem quân đánh Lyon được rồi. Rồi lại khóa cảng mình nữa. Cái đó không cần. Tôi không có đi thám hiểm. Nói ăn thì ốc nào. I shall inform them of your will. I have come to the end of today's road. Rồi xây quán rượu lên. Chỗ này thì nâng cấp cái mỏ. Đẩy mạnh khai mỏ đi. Great Sultan. Rồi 80% dân theo đạo. Mình dần ép tụi nó theo đạo được rồi. Ây da. Orders, mighty Sultan. Nè, tàu của Tây Ban Nha. Đây, hải quân Bồ, hải quân Pháp và hải quân Tây Ban Nha nè. Orders, mighty Sultan. Rồi xong, quýnh nó còn chạy không nha. The sea is yours, great Sultan. Orders, mighty Sultan. Orders, mighty Sultan. Rồi, đem 6 thằng lên bỏ vô đây là xong. Rồi một này nữa là xong. Thằng đánh thuê thôi cứ giữ lại mà dùng. Rồi thằng này dám đánh phải không? Đánh. Ôi trời, hòa. Ghê thiệt. Come and fight me, you coward. Đúng là hiệp sĩ. Orders. Sultan. Orders. Mấy hiệp sĩ phương Tây nó được tính điểm ô tô khá là cao nha. Chà, áp sát luôn hả? We will engage them honorably. Này thì áp sát này. Alhamdulillah, we have prevailed. My sultan will. Now, orders.
Sultan. How may I serve, Sultan? Orders. Đây, hồi lại. Nhà thờ lên trước, rồi mới tới cảng. Chỗ ta cần hủy cảng chỗ này đã. Thành này mà xong coi như là hải quân Pháp ở khu vực Địa Trung Hải là nó mất đường ra biển luôn. Nó chỉ còn ra biển ở khu vực bên này thôi. Ở bên này thì mình có cơ sở đánh trả rồi. We will not surrender. Này chở thêm ông nhà ngoại giao đi đâu nữa đây nè. Chắc là đi kiếm, chắc là đang tìm đường để mà đi tị nạn đó. Ủa, sứ Ai Cập tới tận đây luôn nè. À, chỗ này xây hội giáo thì thôi chắc cũng được. Rồi ok. Mình cho chỗ này thành thủ đô luôn mà. Rồi đây, nó về cho làm thủ đô được rồi. Ok, mấy cái thành này đỡ hơn rồi đấy. Rồi về đây sửa tàu đó ông ơi. Yes, Sultan. Rồi thành này ok, thành này tạm ổn. Thành này thì xây lên cái đã. Đây, chúng ta đang rất cố gắng phát triển hạ tầng dân sự đây. Đây, tiếp tục là cái này. Rồi, cuối cùng lên tường được rồi. Giờ tiền dư thì chưa có. Sultan. Rồi, sáng hôm nay đi chuyển quân lên đây. Đâu, đổi về cái này hơi bị lâu à. Cũng phải chịu thôi, biết sao giờ. Rồi lượt sau mới lên đi lâu, Lyon đánh được. Ba tướng, một đội lính hiệp sĩ lẻ. Thành này nó là nó nát hơn cái chữ nát. Không đánh vô à. Yes, Sultan. We close for battle. Alhamdulillah. Tướng này chắc tại hơi cùi nó mới thua thôi. Nát hơn cái chữ nát các bạn. Nãy mà mình không đem quân lên là có khi cũng mệt rồi. Rồi đây. Đánh mãi mà không vào lên được các bạn. Rồi cải đạo tiếp thôi. Chỗ này thì mua linh mục. Chỗ này thì mua điệp viên. Cài vô đây. Rồi ta gọi bỏ linh mục lên đây là xong. Mắt xây thì chưa cần. Ta chiếm ốc đô trước tại để đảm bảo an toàn cho cái tỉnh này. À điện thoại mình nó báo sạc đầy rồi thôi. Rồi từ lát rút luôn. Rồi khi sạc đầy là phải để thêm xíu nữa, đảm bảo là nó vô map pin các bạn. Nhiều lúc nó còn thêm một khúc nữa. Rồi để xem nào. Cái thành này đánh thì chắc chắn là thắng thôi. Có thằng là mở cửa liền không được thôi các bạn. Ông Pháp cũng rất là dại khi ở quýnh mình, tại vì mình cũng không có định đánh ổng. Mình đánh thằng Ý mà để chiếm cái chỗ này nè, mà ông này ông đánh mình thì thôi, bây giờ mình giữ khúc này cũng được. Rồi. Double one, we have something for you. Mình ráng mình chạy vòng vòng, hồi giờ mấy ông này cũng tự tìm tới mình. Map đầy luôn rồi. Đâu đây? Rồi được rồi, chỗ này không cần cái hội truyền giáo đâu. Xây cái thương hội cho tôi, một cái hội truyền giáo với một cái hội bùa trộm mà được rồi. Một chỗ thì lo tuyển điệp viên, chỗ tuyển linh mục là được. Rồi bây giờ chú thích gì? Until death. Like the weary camel, now we must rest.
mà khoan, cái trại này nó lên rồi thì nó tuyển cho mình tuyển cái gì ta? À, cũng giống vậy à, cũng là thằng này thôi, nhưng mà chắc là cho tuyển nhiều hơn một chút. Rồi đây lên giáp trụ đi, nhìn thấy thương quá. Lên tới được phải không? Rồi tiến quân. Chỗ này nó lâu đài, nó không có quân đồng trú, nó vẫn ok nha các bạn. Đây cái này bỏ lên đây vô. Chào vô. Rồi xong, thằng tròn này có giáp luôn. Ở đây công tác truyền đạo đang khá ok rồi. Dân nó không đồng tình lắm mà chẳng qua là do nó còn chưa theo đạo nhiều thôi. Chà, chú này lại qua gây sự nữa hả? À? Rồi đây, thích thì chịu. À rồi, ok. Đem mấy thằng lính lâu đài ra chơi được rồi, không cần phải gọi lính thành thị ra. Xúc á. Chơi. Alhamdulillah. Ép nó lui luôn. We will engage them honorably. Ép lính lại cái đã. We have prevailed. Noble one. Sultan. Rồi vậy. À. Có hai thằng lính này luôn hả? Để ý. Rồi ngon. Thành công. Bỏ thêm ông linh mục qua đây truyền đạo nữa là xong. Orders mighty sultan. Rồi tiếp tục nào. Ông sứ giả gì vậy? Cho ông đi phiêu lưu thôi. Cái gì đây Milan? Đừng nói đem quân qua đánh nha. Nhiều cái sứ giả vừa chào một cái là hạm đội nó vây cái cảng mình liền. Nhiều lúc ai nó ngáo lắm, biết nó làm gì nó làm gì. Rồi ok, một cái thương hội nữa. A new discovery. Ra đời rồi các bạn, hay. Súng súng đã được phát triển rồi. Để coi mấy ông Mông Cổ ra đi đâu. Ok, xây cái này lên. Chạy đi đâu. Rồi nãy giờ là chú quậy anh hơi bị nhiều rồi. Anh khóa cái cả mắt xây của chú lại luôn. Sultan, we cannot sell them. Bây giờ thì chỉ có Tu Long thôi. Mà Tu Long là mình chiếm, mình chưa xây cảng nữa. Khu vực coi như là những cái cảng biển ở đây là mình kiểm soát hết rồi đó. Nó không, nó muốn qua đây nó buôn bán thì phải tới cảng của mình, không đi cảng khác được. Đây tốt. Phát triển hạ tầng dân sự lên chứ đã. Muốn nâng cảng thì phải nâng cái đó trước để đảm bảo cái trị an. Ồ hô. Quá đúng lúc luôn. Đó là chưa cần, cái này lên đã. Chúng ta lấy tàu pháo các bạn. Ở ra cũng chưa cần lắm đâu. Không, cái dày đi phát triển cái này đi, tính ra nó rẻ nhất rồi. Rồi ok, quán nhậu đây anh em, vô nhậu đi. Mà mình thắc mắc mấy ông này hình như đâu có được uống rượu đâu, sao lại còn cái này, nó là cái gì vậy nhỉ? Cái dạng như nó là cái trung tâm giải trí rồi các bạn, nó không phải quán rượu, hình như mấy ông này không được uống rượu. Xây cái chợ lên đã, tội nghiệp dân ơi, nãy giờ nó không có chợ nên nó mà nó đi mua đồ. Rồi xong. Chung vô.
nằm lầm, ông này còn không dám ở trong thành. Còn có quân không ở trong thành giữ chị An ra làm cái gì? Rồi xong. Tạm biệt. Tây Ban Nha đã bông. Alhamdulillah. Your faith and courage have triumphed. Giáo hòa chắc cay lắm rồi đấy, nhưng mà không làm gì được. Double one. Sultan. Sốt đó. Cho lính ở lại giữ được rồi, tướng mình như mình thì cứ ra ngoài thôi. Thành này thì ok, nó không có theo đạo nên nó quậy phải rồi. Thì từ từ nó bắt nó theo vậy. Thế là mấy công trình này đang hư nữa nè. Great Sultan. Ở đây gọi ông này lên được thì chắc hơi lâu. Ông đi 3 lượt mới tới. Assalamu alaikum. Cũng không sao, chuyện nhỏ. Cái thành này nó hơi đường đi nó hơi bị chặn xíu tại do núi mà địa hình nó xấu. Chỗ này điệp viên nó bao quanh hơi nhiều mà thôi cũng không sao. Đây, mua mấy bộ binh nó ra mình nói chuyện. Lúc đó còn xanh lè luôn các bạn, chưa có ruộng, nhìn hai bên hả? Nông nghiệp nó phát triển làm sao rồi? Tại thành này mới chiếm được chưa bao lâu này chưa. Trời ơi, chưa lo không lo làm nông, xây cái này làm cái gì? Tuyển được mấy thằng bắn nỏ nông dân đó dọa ai? Rồi điệp viên đâu, qua đây quậy. Thôi có lẽ nên đi quậy chỗ khác các bạn. Mắc xây cái an ninh nó tốt quá. Đây nè, trên này nè. An ninh quá tốt luôn các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lá Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.